Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thị trường của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, chưa năm nào nông dân trồng cam sành cho trái mùa nghịch bị thất thu đến hơn 50% vì giá cam sụt giảm mạnh và kéo dài như năm nay. Giá cam sành chỉ còn ở mức 13 đến 14.000 đồng một kg, bình quân trồng 1.000 mét vuông cam sành, nông dân lỗ 35 đến 40 triệu đồng. Một hộ dân ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè cho biết, những năm trước đây, việc trồng cam sành cho thu hoạch trái vào tháng 6 đến tháng 8 mùa nghịch là nguồn thu nhập chính của nhà vườn vì luôn bán được giá cao. Dù cam mùa nghịch năm ngoái, giá cam sành ở mức bình quân 35.000 đồng một ký, nhưng năm nay, từ đầu tháng 6 đến nay, giá cam sành giảm đến hơn 50% và kéo dài cho đến hiện tại. Bình quân năng suất cam sành cho trái mùa nghịch đạt từ 35 đến 40 tấn trái một hecta. Thưa quý vị và các bạn, từ cây trồng ít được người dân quan tâm, chỉ trong thời gian ngắn, mãng cầu xiêm đã trở thành cây trồng chủ lực của xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thị trường tiêu thụ loại trái cây này hiện khá lớn, giá ổn định, lợi nhuận kinh tế cao. Vào thời điểm hút hàng, mãng cầu xiêm có giá lên đến 30.000 đồng một ký, thấp nhất cũng dao động ở mức 15.000 đến 16.000 đồng một ký. Đặc biệt, thương lái đến tận vườn đặt hàng khi trái còn nhỏ khiến nhiều nông dân phấn khởi hơn. Theo ước tính của nhà vườn, 1 hecta mãng cầu xiêm xử lý cho trái nghịch vụ có thể thu lợi nhuận gấp đôi so với mùa thuận, bỏ xa nhiều loại cây trồng khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nhiều hộ nuôi cá sặc rằn ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đang gặp khó khăn do giá cá giảm thấp khiến nhiều người nuôi lỗ vốn. Hiện giá cá sặc rằn loại 6 đến 8 con một ký có giá là từ 18.000 đến 18.500 đồng một ký, loại 4 đến 5 con một ký từ 35.000 đến 36.000 đồng một ký, giảm từ 7.000 đồng đến 8.000 đồng một ký so với thời điểm đầu năm. Riêng loại cá có kích cỡ nhỏ từ 10 con một ký giá còn rẻ hơn, thậm chí không có người mua. Mặc dù giá giảm nhưng bù lại năng suất cá tăng hơn so với năm trước khoảng 20%. Theo nhiều nông dân nuôi cá sặc rằn thì giá giảm mạnh là do diện tích nuôi cá trên địa bàn huyện không ngừng tăng. Lượng cá cung ứng ra thị trường nhiều khiến cung vượt cầu. Thị trường tiêu thụ chính của cá sặc rằn là các chợ đầu mối ở Cà Mau, Kiên Giang và thông qua thương lái địa phương nên chưa ổn định. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng tham khảo một số thông tin về giá một số mặt hàng thực phẩm tươi sống tại chợ thành phố Vĩnh Long vào sáng nay. Giá bán gà tàu tại chợ từ 90.000 đến 92.000 đồng một ký, vịt tàu từ 50.000 đến 52.000 đồng một ký, gà tàu làm sẵn từ 110.000 đến 115.000 đồng một ký, vịt tàu làm sẵn từ 60.000 đến 65.000 đồng một ký, gà công nghiệp làm sẵn từ 40.000 đến 42.000 đồng một ký, trứng vịt từ 25.000 đến 28.000 đồng một chục, trứng gà công nghiệp từ 20.000 đến 25.000 đồng một chục, thịt bò phi lê từ 230.000 đến 240.000 đồng một ký. Phần cuối bản tin thị trường là thông tin về giá vàng và giá ngoại tệ được chúng tôi cập nhật đến trưa hôm nay. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC mua vào 3.620.000 đồng một chỉ, bán ra 3.643.000 đồng một chỉ. Tại Vĩnh Long, vàng nhẫn 24 carat mua vào 3.400.000 đồng một chỉ, bán ra 3.430.000 đồng một chỉ. Về giá ngoại tệ, tại thành phố Hồ Chí Minh, đô la Mỹ mua vào 22.700 đồng một đô la, bán ra 22.770 đồng một đô la. Euro mua vào 25.997 đồng và bán ra là 26.334 đồng một euro. Tại Vĩnh Long, đô la Mỹ mua vào 22.685 đồng và bán ra là 22.775 đồng một đô la Mỹ. Euro mua vào 26.104 đồng và bán ra là 26.568 đồng một euro. Bản tin thị trường hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.